lý thuyết về cái phần nhận diện đồ thị này một chút. Đấy, ghi cho thầy này. Bờ đại hả thầy? Vào đại, vào đại, vào đại. Ta nói về phần nhận diện đồ thị. Được rồi, tắt mic đi. Nói xong tắt tắt mic đi. Nhận diện đồ thị hàm số nhá. Đấy, chúng ta cần nói lại về cái này. Hơi mờ. Hơi mờ á? Vâng. Các bạn khác có thấy mờ Bình thường ạ. không? Ừ. Có thể tại mạng em đấy. Mờ thầy ạ. Mờ. Mờ lắm thầy ơi. Mạng em 5 vạch căng đét. Để thầy viết xem thế nào nhá. Tiếng có bị méo không? Đấy, thì ta sẽ nhận diện qua một số cái thông số của một số loại hàm. Đây là hàm thứ nhất này. Là hàm số bậc 3. Hàm bậc 3 các bạn nhá. Hàm bậc 3 này. Dạng tổng quát là y bằng ax cúp 3 cộng bx bình cộng cx cộng d, trong đó a khác 0. A khác 0, được chưa? Thì chúng ta sẽ như trước thầy vẫn làm ấy, đó chúng ta kẻ thành một cái bảng ra. Đấy, kẻ cái bảng ra. Kẻ thành nó có cái bốn cái ô chính ở trong đây. Kể lại cái bảng này để mình ôn lại lý thuyết này. Đấy, những câu này đi thi nó chỉ một câu thôi, nhưng mà mình mà làm sai thì mình rất là phí. Được chưa? Đầu tiên thầy vẽ trường hợp này. Hàm bậc 3 đồ thị nó có hình ảnh như thế này. Như kiểu chữ N ấy, đúng không? Đấy, thì đây là trường hợp này. Và một trường hợp nữa như này. Bạn thấy hai trường hợp này nó đều có đặc điểm là đều có cái chiều hướng đi lên, đúng không? Hai mình nói nôm na với nhau là thăng thiên đấy, đi lên. Thì hai thằng này đều cho là A dương các bạn nhé. Hệ số A lớn hơn 0 thì đồ thị đi lên. Tương tự vậy, hệ số A mà nhỏ hơn 0 thì đồ thị đi xuống. Như này hoặc là như này. Được chưa? Đấy, đồ thị mình đi xuống. Vẽ vở đi, nhớ vẽ cẩn thận nhá, ghi cho cẩn thận, lát nữa có cuối buổi chụp vở cho thầy xem. Rồi, thế bạn thấy ở trên đây nhá, trường hợp ở trên đây này, cái dòng đầu tiên này này, thì hai đồ thị này đều là có hai cực trị, tức là gì? Tức là mình kiểu là y phẩy bằng không ấy, nó có hai nghiệm phân biệt, nhá. Y phải bằng không hai phân biệt, hay là nếu bạn thích dùng công thức nhanh á nhá, dùng công thức nhanh á, thì bạn sẽ có là b bình trừ đi 3ac. Đấy, b bình trừ 3ac phải lớn hơn 0 nhá. Công thức ở đây là b bình trừ 3ac lớn hơn 0, được chưa? Thì sẽ có hai cực trị. Hoặc là bạn nhầm bằng cách là gì, y phải bằng không có hai nghiệm phân biệt nhá. Đấy, và hai cái nghiệm đấy nó sẽ ứng với hai cái hoành độ ở đây này bạn này. Đây là x1, đây là x2, thì hai thằng này nó sẽ là hai nghiệm của y phải bằng không, ok chưa? Đấy, tương tự đây này là x1 này, bên này là x2 này, thì hai con này sẽ là nghiệm của phương trình y phải bằng không nhá. Trường hợp dưới thì mình thấy là thằng này nó chẳng có một cực trị nào hết, nó không có điểm nào nó đổi, nó đảo chiều vào trong đồ thị cả. Đấy, thì đây sẽ là không cực trị, không có cực trị nào hết. Hay nói là y phải bằng không á, nó sẽ có hai trường hợp, một là vô nghiệm hoặc là có nghiệm kép nhá, nó sẽ vô nghiệm hoặc là nghiệm nghiệm kép, thì nó sẽ rơi trường hợp này.
Đó. Hay là mình dùng công thức nhanh là B bình trừ đi 3AC nhỏ hơn là bằng 0. B bình trừ 3AC nhỏ hơn là bằng 0. Nhá, bạn nào mà thích dùng công thức nhanh thì dùng cái này. Nhá, nhưng mà nhớ phải xác định chuẩn là A là gì, B là gì, C là gì nhá. Đấy, nhầm một cái dấu là vứt đi đấy. Đấy, ghi nhanh cho thầy rồi đi. Lát nữa nhớ chụp ảnh cái bảng ghi của mình lại. Ok chưa? Đấy, thằng này chỉ có đi lên thôi, thằng này chỉ có đi xuống này. Đấy, đồ thị nó trơn tuột, nó không có điều nào là đảo chiều như những cái chỗ này cả. Được chưa? Đó. Nó không có điểm đảo chiều. Đấy, hàm bậc 3 là nó có 4 trường hợp như vậy. Mà mình ghi nhớ có hình ảnh các bạn nhé. Mình sẽ ghi nhớ có hình ảnh. Đồ thị đi lên thì A dương, đồ thị đi xuống thì A âm. Đấy. Khẩn trương ghi nhanh vào đi. Ai xong rồi giơ tay cái nhá. Giơ tay cái thầy xem để thầy biết thầy chuyển. Giơ tay nhá. Vỗ tay là mất đi Dũng ạ. Ấn nút giơ tay ấy. Rồi đấy, giơ tay chuẩn đấy. Đấy, cứ bạn nào sẽ ghi xong rồi giơ tay hộ thầy cái. iPhone là ai nhỉ? Đặt tên rồi cho thầy với. iPhone là bạn nào đặt tên đi. Thế này thì chẳng biết là ai. Cái loan mà chưa ấy nhỉ? Khải Hiếu Linh Yến xong chưa nào? Xong giơ tay nhanh cho thầy nhá. Hàm thứ hai là hàm số bậc 4 trùng phương. Là tổng quát là y bằng ax mũ 4 cộng bx bình cộng c a khác 0. Được chưa? A khác 0. Rồi, thế bây giờ cái trường hợp thằng này nó có mấy trường hợp nhỉ? Đấy. Cái trường hợp của nó nhá, thầy lại kẻ bảng. Các bạn lại kẻ thầy một cái bảng y hệt ở trên. Cũng có 4 cái ô đấy. 4 cái ô chính đấy. Đấy là kẻ ra 4 cái ô này nhá. Kẻ ra 4 ô này. Hàm mà 4 trùng phương nó cũng có 4 trường hợp về đồ thị. Đồ thị thứ nhất hình chữ V kép hình chữ W á. Được chưa? Hoặc là như thế này. Đấy, hình parabol như hàm bậc 2 nhá. Hoặc là như thế này. Hoặc là như này. Đấy, vẽ thầy cái bốn cái hình này vào trước đi. Thì đối với hàm bậc 4 nhá, bạn lưu ý đầu tiên ta luôn nhìn nhận ở đây là nhìn vào bề lõm trước. Bề lõm trước nhá. Bề lõm quay lên. Đây hai trường hợp này bề lõm quay lên này. Tức A lớn hơn 0. A lớn 0 là bề lõm quay lên. A lớn 0 bề lõm quay lên này. Trường thứ hai mà A nhỏ hơn 0 thì bề lõm quay xuống. A nhỏ hơn 0 bề lõm quay xuống. Được chưa? Đấy, mình thấy hai trường hợp này quay lên này, hai trường hợp quay xuống này. Ở đây mình thấy là hàm số ở đây là có 3 cực trị em này. 3 cực trị. Đấy, hàm bậc 4 trùng phương có 3 cực trị khi A và B đây trái dấu với nhau. Đấy, tức là A nhân B nhỏ hơn 0. AB trái dấu nhá.
Lúc này hàm số mình sẽ là 3 cực trị. Nhá, a nhân b nhỏ hơn 0, 3 cực trị. Tương tự như vậy, khi mà có một cực trị ấy, một cực trị này, thì khi a với b là mình hiểu nó là cùng dấu, nhưng mà có thể thêm dấu bằng vào đây. Một cực trị. Đấy, ghi vào cho thầy. Mẹ cẩn thận nào. Nhà AB trái dấu thì ba cực trị, AB cùng dấu thì một cực trị, hiểu nôm na như vậy. Được chưa? Đấy, đây là cái loại thứ hai là hàm bậc 4 trùng phương. Thì hai cái hàm vừa rồi, một hàm là bậc 3, một hàm bậc 4 thì hai thằng vừa rồi nó đều có chung cái loại đó là hàm, nó đều là hàm đa thức các bạn ạ. Bọn này nó đều là hàm đa thức các bạn nhé. Đều là hàm đa thức. Thì đối với cái hàm đa thức ấy, thì bạn nhận diện về đồ thị của nó, bạn để ý ngoài những cái dấu hiệu vừa rồi thầy nói nhé. Ví dụ dấu hiệu là về gì? Ví dụ đối hàm bậc 3 thì mình nhìn về xem là A dương, A âm này, hay là mấy cực trị này. Được chưa? Đấy, rồi dấu ví dụ trường hợp dưới này thì nhìn về lõm các thứ này. Thì bạn có thể nhìn được một số cái điểm sau đây. Đấy, bạn thể nhìn cho thầy nhá. Vào cái giao điểm với trục OI, trục tung á, giao điểm với trục OI là trục tung. Thì chắc chắn ở đấy nó sẽ là cái hệ số tự do các bạn nhé. Hệ số tự do ở trong cái hàm số đó chính là hệ số tự do ở trong hàm số, hệ số cuối cùng á. Ví dụ đó hàm bậc 4 này, nó là cái C này này. Và bậc 3 chính là cái D á. Đấy, nó là hệ số cuối cùng nhá. Hệ số tự do chính là giao điểm trục OI. Thì bạn lưu ý là nếu nó nằm trên OX thì nó mang dấu dương đúng không? À, nằm dưới OX thì mang dấu âm. Giao điểm với OI. Được chưa nhỉ? Nhá, nhìn vào giao điểm với OI. Thứ hai là bạn nên để ý về cả về cái hoành độ. Hoành độ của cực trị á. Ý thầy nhá. Phải nhìn kỹ về hoành độ cực trị. Ngoài số lượng cực trị như ở trên ta vừa nói thì ta phải nhìn vào hoành độ của nó nhá, và để ý với hoành độ của nó nữa. Ví dụ trong trường hợp này này, đây ví dụ thầy có hình ảnh như này đấy, mà trục OX của thầy lại như này, à trục OI của thầy lại như này chẳng hạn, thì bạn nhìn hai cực trị của tôi ở đây như nào. Có phải bạn để ý là ví dụ đây này là x1 nhá, cái này x2 này, thì hai cực trị lúc này nó đang có x đều nằm bên trái OI, mà trong cái miền bên này có phải mang dấu âm không, miền bên này mang dấu dương mà. Như vậy là hai cực trị của bạn đều hoành độ đều là âm. À, thế vậy thì bạn có thể dùng cái VS vào đây. Đấy, sau khi có hoành độ cực trị bạn có thể dùng VS vào đây, định lý VS ạ. Đấy, đối với hai nghiệm x1 x2 là nghiệm phương trình bậc 2 chẳng hạn, thì bạn có x1 cộng x2 thì bằng là -b trên a. Và x1 nhân x2 thì bằng là c trên a. A với b với c là những cái hệ số của phương trình bậc 2 các bạn nhá. Nhá. Đấy, thì bạn có thể sử dụng này để kiểm tra về dấu của nó. Lưu ý nhá, kiểm tra hoành độ cực trị. Đấy. Rồi có đôi lúc thì ngoài cái giao điểm với OI thì ta có thể kiểm tra về giao điểm với trục OX. Đấy, giao điểm với OX. Giao điểm với OX thực ra nó gì? Nó chính là các cái nghiệm của cái phương trình mà bạn cho cái hàm số fx đấy nó bằng 0. Nhá. Thực ra nó là nghiệm của phương trình fx bằng 0 thôi. Nó là nghiệm của phương trình đấy. Đấy, thì chủ yếu bạn xem hai cái trường hợp ở trên này. Đấy, kiểm tra về hệ số tự do với lại hoành độ cực trị. Để mình xem về dấu nhá, ghi lại cái này đi ạ. Đây là trường hợp mẫu, thầy lấy ví dụ nhá. Đấy, ví dụ như trường hợp này thì x1, x2 đều là mang dấu âm. Như vậy là nếu tổng hai nghiệm này cũng sẽ âm này. Đấy, ví dụ trường hợp này nhá, tổng nó sẽ âm, hai số âm cộng vào là dấu số âm. Đấy, nhưng mà tích hai nghiệm thì do âm nhân âm thì thành dương. Đấy, được chưa? Đấy, nếu thầy lấy trường hợp này ra này, nó thành dấu như này. Thì từ đó ta sẽ triển khai được cái bài toán của ta. Được chưa? Đấy là về đối với hàm đa thức, là hai là hàm vừa rồi thì mình có lưu ý như này. Nào, một hàm loại hàm cuối cùng đi nhá. Hàm thứ ba. Hàm thứ ba. Đây thì ghi luôn vào góc này là đủ rồi. Là hàm số dạng là bậc nhất trên bậc nhất. Hàm phân thức á. Hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất. Được chưa? Thì tổng quát của nó là gì đây? Tổng quát của nó là y bằng ax cộng b trên cx cộng d nhá.
tổng quát là y bằng x cộng b trên x cộng d. Đó. Thì bạn nhớ là hàm này như mình học nó luôn luôn nó có hai tiệm cận và đừng có tiệm cận cận ngang. Đấy, chỉ hai trường hợp thôi. Đó, thì phân nó ra như này, hai là một cái là đứng một cái là ngang, thì tiệm cận đứng rồi sẽ là nghiệm của mẫu. Nghiệm của mẫu ở đây nhá sẽ là gì, x bằng là trừ d trên c là tiệm cận cận đứng, được chưa, trừ d trên c tiệm cận đứng đây này, cái này sẽ bằng là x bằng trừ d trên trên c đây này. Còn ngang sẽ là gì, ngang mà lấy hai cái hệ số x ra đây này, ngang mà lấy ra nó sẽ là y bằng a trên c là tiệm cận ngang. Ngang đây nhá, ví dụ đây sẽ là y bằng a trên c. Đấy, cái đường này sẽ là đường a trên c nhá, đây sẽ là trừ d trên c đây này, ok chưa, đứng với ngang nó luôn luôn như vậy. Đứng đứng là nghiệm của mẫu, nghiệm mẫu mà không là nghiệm tử nhá, nhớ vậy. Đấy, thì ra như này, ngang thì bạn lấy hai cái hệ số của x ở trên tử ở mẫu chia cho nhau a trên c, được chưa nào. Rồi ở đây nó có hai trường hợp xảy ra, thì ta nhớ là khi mà tính đạo hàm hàm này ấy, thì bạn nhớ không, ta tính là y y phẩy, có phải mình lấy là huyền chỉ đi sắc không? Huyền chỉ đi sắc có phải là ad trừ đi bc trên cái mẫu bình phương. Đấy, y phẩy của thầy như này. Mà mẫu thì có phải nữa các bạn, mẫu của bạn luôn mang dấu dấu dương chưa? Mẫu thì dương lớn không chắc đâu. Vậy thì dấu quyết định bởi cái tử này. Đấy, dấu của bạn quyết định bởi cái tử này. Đấy, thằng này dương thì cả cái này này dương. Thằng này âm thì cả cái y phẩy này âm. Rồi, thế vậy đây thầy sẽ chơi trường hợp theo cái AD trừ BC này. Nếu AD mà trừ BC của thầy lớn hơn không? Nào, nếu cái này mà là lớn không, có nghĩa là y phẩy này luôn lớn không với mọi x thuộc tập xác định. Được chưa? Thế vậy thì hàm số của thầy luôn lùng biến nó sẽ hình ảnh như này này. Đấy, nó sẽ bám hai tiệm cận này bạn nhé, và đồ thị luôn có chiều hướng là đi đi lên. Thế này bạn nhìn này, nó luôn đi lên ở trong từng khoảng xác định như này. Đấy, nó luôn đồng biến trong từng khoảng xác định nhá. Đấy, trường hợp thứ hai, nếu AD trừ đi BC và nhỏ hơn 0. Đấy, nhỏ hơn 0. Đấy, tức là gì, hàm số của mình luôn nghịch biến trong từng khoảng xác định thì nó sẽ như này. Sẽ luôn có chiều hướng là đi đi xuống trong từng khoảng này này. Hàm số nhớ là nó không thể chạm, đồ thị nó không thể chạm vào cái hai cái tiệm cận này đâu nhá. Hai tiệm cận nó như hai đường gióng á, nó không chạm vào đấy đâu. Đó, nhớ giúp thầy như này nhá. Thì hàm này, cái hàm bậc nhất trên bậc nhất này này, ghi xong này đi. Ai xong rồi giơ tay nhá, để thầy chuyển sang tờ giấy khác thầy viết. Xong rồi giơ tay cho thầy xem. Tranh thủ nhá. Bạn nào mà chưa lấy tờ đề ấy, mai sang thầy lấy đi. Một số bạn chưa lấy đâu. Lấy về mà có cái mà làm. Thầy ơi sao mờ thế hả? Mờ thế á? Vâng. Các bạn khác có mờ không? Nhìn. Trường trường có mờ không? Con nhìn rõ luôn đi ạ. Rõ luôn. Có thể ạ, mờ lắm. Có Huy sao? Nào. Có. Khải sao? Có nhìn rõ này. Thế thì Ly phải xem lại cái chỗ em ngồi, mạng em có thể nó bị ảnh hưởng ở chỗ vị trí em ngồi á. Nhưng mà mạng vẫn căng đét mà thấy, nhưng vẫn mở. Nhiều khi vạch nó căng. Em thấy mở chứ không một mình bạn đâu ạ. Nhiều khi vạch nó căng nhưng mà nó lại không phải là đường truyền khỏe em ạ. Vâng. Nhiều vạch có chỉ thể hiện là nó ở đang là cái tín hiệu từ cơ modem đến điện thoại em là nó nhiều nhất thôi. Đấy, chứ còn nhiều khi là do đường truyền mạng thì mình nhiều người dùng ấy. Ở đây thì nâng đường truyền cao mà. Cáp quang mà tốc độ cao. Thì nâng từ năm ngoái đấy. Bình thường các bạn ngồi trên tầng 4 thì nó hơi lác lác vậy thôi chứ còn bình thường là đường truyền khỏe lắm. Thì không chưa nào? Loan ơi sao vào muộn vậy? Này lại vừa đi chơi với người yêu về gì hả? Chơi với trai đấy ạ. À đấy, ui thằng Dũng nói giống ý thầy thế nhỉ? Dũng
Dũng đấy nhìn thấy bắt gặp à? Ngoài đường à? Chắc thằng Dũng nó cũng đi chơi nó mới nhìn thấy chứ gì. À, hay là Hình như bọn này. là Dũng với Lan đi chơi với nhau thấy. Con ở nhà mà thấy. Đúng. Thế mà bây giờ mới vào học, vào muộn đến nửa tiếng. Ôi trời ơi. Vừa thấy lượng ngoài đường xong. Tôi đi chơi nhưng mà tôi vào sớm. Rồi ok, xong chưa nào? Chuyển nhá. Vâng. Cái hàm này hay bị sai đây này. Hàm này hay bị sai cực luôn. Đây, chuyển. Ghi cho thầy thêm một phần nữa đây. Nào bây giờ thầy cần chú ý của cái hàm riêng hàm này thôi. Đây, đánh một cái chú ý. Chú ý nhá. Đối với hàm bậc nhất trên bậc nhất này này. Nhá, đối với hàm bậc nhất trên bậc nhất này này. Thì để khi mà nhận diện nó ấy, khi mà nhận diện thì ta nên làm như này. Bạn làm cái trình tự này cho nó đỡ sai này. Thứ nhất, bạn quan tâm với thầy về tiệm cận đi. Tiệm cận đứng. Tiệm cận ngang. Nhá, để ý với hai tiệm cận trước. Đứng thì thầy bảo là nghiệm của mẫu đúng không? Nghiệm mẫu. Đấy. Ngang thì là gì? Hai cái hệ số của x ở trên tử và mẫu á. Được chưa? Nghiệm mẫu vừa nãy có phải là theo kia nó rằng x bằng trừ d trên c nhá. Đấy, còn ngang sẽ là hệ số của x và y. Nhá, hệ số của x trên tử và mẫu. Tức là mình sẽ có y bằng a trên c á. Được chưa? Nhìn xong hai thằng này xong. Đấy, thì nhìn tiếp cho thầy. Nhìn tiếp cho thầy. Đến giao điểm với OX. Giao điểm với OX là cái điểm nằm trên OX ấy. Nên là cái điểm nằm trên OX ấy, cái điểm đấy nó có dạng là vì nằm trên OX nên y nó bằng bằng 0. Nó là a 0 gì đấy, a là cái số gì đấy trong bài, nhìn để ý kỹ vào nhá. Xem nó là số nào. Rồi, giao điểm với OY. Thì điểm trục tung á. Điểm trục OY thì x bằng 0 nó là điểm nó dạng là 0b. Nhìn thật kỹ nhá. Đấy. Ví dụ như hàm này thì ghi này này, ví dụ y bằng a x cộng b trên c cộng d nhá. Thì khi mà giao điểm với lại OX này. Nên giao điểm với OX thực ra là bạn cho tử bằng bằng 0. Giao điểm OX là giao điểm với OX thực ra là bạn cho y bằng bằng 0 mà. Nó có dạng này thôi nhá. Dạng này chứ không phải là AB ở đây đâu. Có thể bỏ này cái gì đâu. Bạn cho y bằng 0 này. Đấy, y bằng 0 thì có phải là chỉ cần tử bằng 0 không? Tương đương là ax cộng b bằng 0. Vậy có phải bạn giải ra x ở đây nhé, sẽ bằng là trừ b trên a không? Lưu ý nhá, nó sẽ nghiệm của tử á. Đây là nghiệm của tử. Rồi, về trường hợp y bằng 0 thì bạn cho x bằng 0 thôi. X bằng 0 thì làm cho cột này nó biến mất này. Công nhận không? Khi thấy bằng 0 và ax với cx là hết, mất luôn. Vậy thì có phải bạn sẽ ra là gì? Y của bạn là b trên d không? Đó. Nhá, thế vậy thì ở trên này, cái giao với x này thực chất nó là điểm gì? Trừ b trên a 0. Còn ở nhá, còn ở dưới đây này, giao điểm của mình sẽ là gì? 0 với lại gì? B trên D. Đấy, thầy chỉ ghi này thôi chứ còn các bạn cũng không nên nhớ cái này. Mà tùy vào bài mình sẽ làm. Nhớ là khi giao với OX thì cho bạn y bằng 0. Giao với OY thì cho x bằng bằng 0. Đấy thì mình xác định ra những cái điểm còn lại ra. Nhá. Chứ không nên nhớ máy móc nhớ các công thức này lúc mà quên hoặc là nhớ sai thì là nó dở. Đấy. Mình cần chắc 7 chắc 8 chứ mình cũng không cần phải 9 10. Đúng không? Các bạn ngồi lớp B thì mình là không cần phải được, không thể nào được 9 được thì quá tuyệt vời luôn. Em thích 10. Hả? Hay Dũng cũng phấn đấu 10 à? Hay làm con 9 đi, 9 làm củ. Đấy, ok chưa? Nhìn ra điểm xong rồi nhá, tiệm cận xong rồi này. Đấy, tiệm cận là một kiểu loại này, ra điểm là một loại này. Xong nhìn thêm cái nữa. Là bạn lúc ấy bạn mới nhìn. Này bạn mới nhìn vào về cái tính đổi biến nghịch biến của nó. Thì đối với cái biến có phải là quyết định bởi cái việc là y phẩy á, y phẩy sẽ bằng là AD trừ DBC trên mẫu bình phương không? Đấy, thì nó quyết định bởi cái thằng tử này này. Đấy, thì ví dụ AD trừ DBC mà dương hay là AD trừ DBC mà âm. Mà dương thì có phải là đồng biến trên từng khoảng xác định không? Đấy, còn nếu âm thì nó sẽ là nghịch biến trên từng khoảng xác định. Thế thôi. Nhá, đây là cái hướng để mình xác định. Hướng để mình đi theo hướng này là cứ nhìn tiệm cận trước này, tiệm cận xong mà chưa xác định được ấy, dùng giao điểm. Giao điểm xong không xác định tiếp được thì dùng đổi biến nghịch biến. Nhớ nhá. Đấy, bạn cứ nhớ theo quanh được có 3 cái bước này. Bước 1 làm tiệm cận, bước 2 làm giao điểm và bước 3 nếu không được phải làm đổi biến nghịch biến. Hàm này hay bị nhầm thế này.
Đó, đấy thì là cái lý thuyết hôm nay thầy có nhắc lại con như này thôi. Đấy, trong cái phần này nhắc lại con như này thôi. Đấy, thì bạn nào ghi xong rồi này, ghi xong rồi này, mở lại cái file trên nhóm, làm luôn cho thầy. Đấy, cái phần này là phần 1 nó rất là dễ. Nhá, phần 1 nó rất là dễ, bạn dở ra bạn làm luôn cho thầy đi. Nó có ba mươi mấy câu nhỉ, 31 câu à? Đó, làm luôn nào. Không tí thì nhờ cứ mỗi bạn làm thầy 5 câu đọc đáp án để thầy đọ ở đây. Được chưa? Những câu này rất dễ, để cho các bạn 15 phút thôi nhá. Nhá, cho hẳn 15 phút thôi. Đây, cho hẳn đồng hồ bấm ngược nhá. Cho đồng hồ bấm giờ chạy này. Thấy là bao nhiêu câu thầy? Làm hết cái phần 1 đây đi. Vâng. Mất cái này đi rồi. Đây đây, link link đề đây. Nào các bạn ghi cái đáp án của mình ra vở hay ra đâu đấy, 1A 2 gì đấy. Ghi ra. Năm câu đầu nhỉ, đọc thầy 5 câu đầu vậy. Em đọc 5 câu đầu của em nhá. Em đọc kết quả 5 câu đầu của em cho thầy. Thủy đọc thầy 5 câu đầu nào. Thủy ơi, đọc 5 câu đầu em ơi. Một A, 1A rồi. 2A, Rồi. Tiếp đi. 3 gì? 3C ạ. Rồi, 4. 4A ạ. Rồi 5. 5D ạ. Rồi ok, 5 câu đầu đúng hết. Nào thầy đọc lại đáp án 5 câu đầu nha, các bạn có thể lấy cái bút khác bạn khoanh vào này. 1A. 2A. 3C, 4A và 5D. Có ai thắc mắc gì 5 câu đầu này không? Không ạ. Ok. Từ câu 6 đến câu 10 nhá, câu 6 đến câu 10 Khải đọc có thầy nào. Đây. 6A. Rồi. 7B. Rồi. 8D. 8D gì? Ok, 8D. 9D, Rồi. 10A. Rồi, ok, phải đúng hết. Câu 6, 6A này. 7B, 8D, 9D và 10A. Rồi, ok luôn, đúng rồi. Từ câu 11 đến câu 15.
Loan đọc cái thầy nào. 11C ạ. Rồi. 12D. Rồi, 13. 13A. Y, xem lại. A là một A. 14B. 14B, 15 là gì? B ạ. Thế xem lại câu 13 xem nào. 13B đúng không ạ? 13 đáp án là B. 13 là bờ nhá các em nhá, thầy đọc lại này, Loan xem lại này, xem thầy phân tích tại sao em sai câu đấy. Câu 11 là C, 12D, 13 bờ, 14 bờ và 15 bờ. Câu 13 ấy, nguyên tắc đầu tiên nhìn tiệm cận đúng không? Nhìn tiệm cận đứng đi. Đứng thì phải thấy lấy đường x bằng 1 đúng không? Vậy mẫu ở đây chắc chắn là hàm bậc nhất trên bậc nhất rồi, CD gạch gạch luôn, gạch ngay lập tức. Không để lại được. Thì có thể A hoặc B thôi. Tiệm cận đứng của tôi là gì? X bằng 1. Vậy mẫu là nghĩa là 1, hai thằng này đều thỏa mãn điều đấy. Tiếp theo nhìn tiệm cận ngang, y bằng 1. Vậy thì hệ số của x ở trên tử của mẫu phải là gì? 1 trên 1 là 1 này, đáp án là B là cái đương nhiên, đúng không? Đấy, để ý không là nhầm nhá. Đến câu 15 là xong rồi này. Từ câu 16 đến 20. Thế nào? Ly nào. Thầy 16C ạ. Rồi. 17A ạ. Rồi. 18A ạ. Rồi. 19C ạ. Rồi và 20. 20D ạ. Đúng rồi, đúng hết cả 5 câu, thầy đọc lại. Kỳ này, 16C, 17A, 18A, 19C và 20D. Rồi, ok, rất là tốt. Cố gắng đi thi, câu này là câu cho điểm ở trong khoảng độ 20 câu đầu mà mình làm sai thì mình rất là phí đúng không? Về nhà lại ngồi tiếp. Đấy, một câu là quyết định đỗ hay trượt rồi em ạ. Các bạn ngồi đây là bạn biết là cái ranh giới giữa đỗ với trượt của việc mình thiếu 0,1, 0,2 là như nào rồi nhá. Qua việc thi cấp 3 là bạn biết rồi đấy. Đại học nó cũng thế thôi. Câu 21 đến câu 25. 21 đến 25. Nhi nào có thầy Nhi ơi. Hai mốt a Rồi. 22C. Rồi. 23A. Rồi. 24A. Rồi, 25 gì? 25C ạ. Rồi, chính xác. C. Đúng. Rồi, 25C xong rồi. Thầy đọc lại này, 21A. 22C. 23A. 24A. 25C. Ok. Bây giờ là từ 26 đến 31 nhá. 26 đến 31 là 6 câu á. Đọc nốt cho thầy đoạn này. Dũng làm bên đây cho Dũng. Dạ em đang làm ạ. Đấy đây rồi, thầy hỏi được, thầy hỏi được khác. Trường đọc là trường ơi. Vâng ạ. 26A. Ui. Lại ảo rồi. 26C, 26C. Em nhìn thấy hàm này hàm bậc nhất trên bậc nhất không? Thấy tiệm cận đứng ít bằng 1 chưa? 26 là C. À lộn Ẩu, rồi. ẩu chưa? Em nhìn thấy chưa? Làm sao với mẫu XR được? Đấy, 27C. 26C nhá, khoanh lại đi. Vâng ạ. 27 gì nào? 27C ạ. 27C đúng rồi. 26, 27 đúng mà 26 lại sai. Chả. 28. Con nhìn lộn cô 27, con đọc cô 26. Nào, thế là 26 chốt lại là gì? 26 con khoanh C ạ. Rồi, 26C, 27 là gì nào? 27C. Rồi, 28. 28C ạ. Rồi, 29. 29C ạ. Đâu? Ơ. Không phải. Ai có đáp án khác? Mi có 29 là cái gì? Mi. Em chọn gì? Em chọn phương án gì? Em chọn B ạ. Bờ đúng không? À. Bờ là đúng, bờ là đúng. 29 là bờ. 30 nào. 30A. Rồi đúng, 31. 31D ạ. Rồi ok, nào thầy đọc lại nhá. Đấy con ghi sự nhầm lẫn một chút. 26C. 27C. 28C. 29B. 30A và 31D. Đấy. Thầy thầy, ơi. Câu 29 nhỉ? Câu 29 nhìn vào hình nhá, nhìn vào hình của mình đi. Nhìn vào hình này, các bạn hoàn toàn có thể out ra ngoài, bật cái đề lên mà vẫn nghe thầy nói bình thường. Zoom nó vậy mà. Câu Vâng ạ. 29 này.
nhìn tiệm quán đứng, tiệm quán đứng của bạn nhá, nhìn này, tiệm quán đứng là cái đường nét đứt đứt đấy nhá, đường nét đứt đấy, nhìn để ý thằng nào nó có mũi tên là trục, được chưa? Thì đường đứng đứng ở đây mà nét đứt đấy, nó là có phải nằm bên tay trái của trục, và nó cụ thể là x bằng trừ một, đúng không? Vâng ạ. X bằng trừ một thì nghiệm mẫu phải là trừ một, thì tất cả bài này đều thỏa mãn điều đấy rồi, không không dùng được cái này. Ngang này, ngang là đường đứt đứt nằm ngang, đấy, thì nó y bằng một đúng không? Y bằng một. Bằng hai chứ? Đâu sẽ bằng hai, chỗ đấy là số 1 mà, em nhìn cái độ dài giống nhau thế, nhìn thấy độ dài dưới đấy như nhau không? À đâu nhỉ? Ok. Đây, nhìn số nó bị bé đúng không? Vâng. Đây nó vẽ không chính xác lắm. Cái này là số 2 đúng rồi, 2, 4, 6, 8 đúng rồi. Y bằng 2 đúng rồi. Để nhìn thấy y bằng 2. 2 thì vậy tiệm cận ngang phải là y bằng 2 thì tôi loại được đáp án A, đúng không em? Loại được A. Sau đấy chỉ còn lúc này còn BCD thì mình nhìn vào giao điểm các trục. Phải không? Giao điểm các trục này. Ví dụ thằng thằng này mà cắt trục UX. Cắt trục UX thì có phải tại giao điểm là gì nhỉ? Là cái điểm là âm 1/2 đúng không? X bằng âm 1/2 thì bạn đúng là bờ chưa? Em nhìn nó cắt ở giữa trừ 1 với 0 không? Đấy, nó cắt ở giữa trừ 1 với 0. Các bạn có nhìn được đề không? Có. Đấy, trừ 1 giữa trừ 1 với 0 nên là nó sẽ là x bằng trừ 1/2. Và cái trừ 1/2 nó bắt buộc phải là nghiệm của tử. Đúng không nào? Như vậy đấy thì mình phân tích ấy. Khi cắt trục UX thực ra là cho y bằng 0. Mà y bằng 0 thì phân số có tử bằng 0. Đương nhiên là đáp án B là đúng rồi này. Đấy, 29 là bờ nhá. Okay. Rồi, ok. Nào các bạn, có ai thắc mắc gì ở trong phần 1 này không nào? Xem một chút tiếc quá. Bạn nào mà đúng hết 30 câu không? 31 câu không? Có ai đúng hết 31 không? Mi được bao nhiêu câu? Dũng, Dũng đúng hết à? Chết hết ạ. À, ghê đấy. Sang phần 2. Đây là bạn nào chưa lấy đề để không có cái tờ này thì gửi file lên nhóm, chịu khó mà xem nhá. Bạn nào mà đã hôm trước sang lấy đề rồi là có cái file đấy, có cái tờ đấy rồi, được in ra rồi nhá. Đây thầy gửi cho bạn phần 2. Đấy, ai chưa lấy thì mai liên hệ thầy, hẹn nhắn tin với thầy để sang mà lấy đi nhá. Đấy, thầy in sẵn ở đây rồi. Đợi các bạn sang mà chẳng thấy đâu. Đấy, bạn nào xong rồi cầm phần 2 làm cho thầy đi. Đây còn ai chưa có đây? Tờ nào thấy? Từ từ, tờ nhận diện đồ thị phần 2. Rồi rồi. Toi. Đâu nhỉ? Tờ đấy hình như thầy lại chưa vứt lên đây rồi. Lab cô lại đang dùng của thầy. Tìm thầy đây, thầy đấy cho. Lấy cái tờ khác ở đây. Đợi tí nhá, đợi tí thầy lấy cái tờ đấy lên cho. Đây này, cái tờ hôm rồi ai sang lấy là có tờ này rồi này. Đấy nhá, còn file nó đây. Đứa nào chưa có thì file đây. Vào nhóm mở file đây xem này. Các bạn chưa lấy thì mở file xem xong mai vòng sang thầy lấy đấy đề nhá. Đó, bạn nhìn thấy chưa? Nhận diện đồ thị phần 2.
Các bạn làm thầy là 5 câu đầu trước nhé. À, suy nghĩ là 5 câu đầu thầy trước. Nhìn nhìn vào đây, nhìn vào đây này. Đấy, nhìn nhìn vào đi. Thầy hỏi cái nhỉ? Câu A em chọn cái gì? À câu 1 em chọn cái gì vậy? Câu 1 chọn gì vậy Giang ơi? Giang Một chọn chọn D. em chọn D. Tại tại sao em chọn D nào? Thử giải thích qua thầy nghe xem nào. Cái này có A nhỏ hơn không ạ? Tại tại sao A nhỏ hơn không? Đồ thị đi xuống ạ. Ok, đồ thị đi xuống, A nhỏ hơn hơn không? Đồng ý luôn. Gì nữa nào? Có D nhỏ hơn không vì đồ thị cắt cái trục này tại ấy. D D này hệ số tự do đúng không? Vâng. Thì đây đây chính là D này này. Giao trục U ở đâu là hệ số tự do này. Vậy D là nằm dưới OX nên là D âm. Không phải chọn D. Rồi ok, một đúng luôn nhá. Cảm ơn Giang. Câu tiếp này. Câu thứ hai. Nó cho đồ thị như này nhá, fx bằng là ax cộng 1 trên bx cộng c. Ax cộng 1 trên bx cộng c này. Đấy, thì chuyển sang đây này. Đây đây. Nó cho bảng biến thiên như này. Ax cộng 1 trên bx cộng c. Nào, câu này hỏi các bạn xem chọn gì nhá. Câu này Trần Khánh Linh chọn gì? Em không biết á. Rồi thì bạn bạn khác xem nào. Câu này mi chọn chọn gì? Chưa ra ạ. Chưa ra. Ai ra rồi, bật mic trả lời thầy xem nào. Em chọn gì? Dũng chọn gì Dũng? C ạ. C. Được rồi, đứa khác xem nào. Trường nào? Trường đâu nhỉ? Trường ao ra ngoài à? Huy chọn được bài này chưa? Huy ơi. Câu 2 là Dạ, em chọn em được, đây. em chọn được câu 2 chưa? Câu 2 em chọn C. Em chọn C, em giải thích kiểu gì mà em chọn được C? Em chọn bừa thế ạ. Chọn vừa. Ok, nhìn Không phân biết tích. chọn C. Đầu tiên này, tiệm cận đứng, nhìn vào đâu? Đây này, thì nhìn đúng trước. thầy. C là đúng, nhìn thấy hai vạch này này. Được chưa? Vậy được đứng của em là x bằng 2 nhá. Tiệm cận đứng. X bằng 2, được chưa? X bằng 2 vào trong đồ thị này là nghiệm của mẫu có phải là trừ C trên trên B không? Thì hai dương nên cái này dương này. Có phải để suy ra là C trên B là nó mang dấu âm không? Đấy, hay là BC là trái dấu với nhau. BC nhỏ hơn không? B BC trái dấu. Đúng nhất. Để suy ra như thế. Như vậy trong BC chắc chắn có một thằng dương và thằng âm. Yeah, chắc chắn có một dương một âm, thằng nào dương thằng âm thì chưa biết. Rồi tiếp theo này, nhìn tiệm cận ngang, ngang là nhìn vào những đầu vô cùng này này. Đó, thì hai đầu này để cho kết quả là một nhá. Vậy tiệm cận ngang của tôi là y bằng 1, chính là hệ số của x và hai cái x trên tử và mẫu chính là a trên b. Dương chưa, một là dương nhá, vậy thì a b cùng dấu, a nhân b lớn hơn không đúng không bạn? Đấy, phân số mà lớn không thì tức là tử mẫu cùng dấu này, a b lớn không. Rồi nhìn vào đâu nữa? Đấy, ta phải nhìn vào bảng biến thiên, vào tính đồng biến nghịch biến nữa. Hàm số ấy luôn đồng biến này. Thì khi bạn đạo hàm thì bạn thấy là gì nhỉ? Huyền chỉ đi sắc nhé. Huyền chỉ đi sắc là AC trừ đi B. Có phải lớn hơn không? AC trừ đi B lớn hơn không? Và bạn nhìn ở đây này, AC trừ đi B lớn hơn không? Thế nào? AC. Bạn nhìn ở trong hai thằng này đều có B nhá. Đây BC âm này và AB thì dương. Này, BC cùng có B này, cùng có B mà một thằng dương một thằng âm. Nhìn nhá, cùng có B mà một thằng thằng dương một thằng âm. Thế vậy có phải là A với C phải trái giống nhau không? Như vậy là AC nhỏ hơn không? AC nhỏ không, vậy cái này âm này. Mà cái này dương. Mà cái hiệu của AC trừ đi B lại dương. Vậy thì hóa ra là cái cụm trừ b nó phải là một số dương đúng không? Trừ b là một số dương, vậy thì b phải là số âm. Bạn hình dung này, ac thì âm là chắc rồi, chắc chắn ac âm rồi. Do bạn nhìn nhé, bc âm này, ba thì dương, cùng có con b ở trong tích này, thì c với a phải có dấu dương thì nó mới làm cho hai cái này trái dấu chứ, đúng không? Đây là một thằng dương một thằng âm bên này. Đó, thế vậy thì mình phát hiện ac âm, cái thứ nhất này âm này,
Vậy để cho cái cả cái hiệu này dương thì thằng đằng sau này nó phải trừ đi một thằng âm. Có phải là trừ đi số âm nó thành dương không? Thành cộng cái này không? Cộng số dương thì nó mới dương được chứ. Như vậy thầy khẳng định một điều là B phải âm. À, khi B phải âm nhá, B mà âm này. B mà âm thì có phải C trái dấu là C sẽ dương. Đấy, còn A. Đấy, AB thì cùng dấu, dẫn đến là A cũng âm nốt. Vậy số dương chỉ có mỗi thằng C thôi. Đáp của mình là C. Đấy, em ghi cái giải thích vào đi. Ghi cái giải thích vào. Để biết tại sao lại chọn là C. Những câu này hôm qua cả cho lớp A làm ấy, hôm trước là lớp A làm đề bạn sai. Thực ra nó sai thì Nhưng không phải. mà Ơi. ghi vào vở. Em ghi lại giải hoặc em ghi vào cái tờ đề của em á. Ghi vào tờ đề của em. Ok. Cái câu này thì phân tích này nó sai, các bạn sai tại vì thế này, không phải tại vì câu hỏi nó quá khó mà đây này là cái sự là không cẩn thận. Cái bài này mà không cẩn thận thì là sai luôn, vứt đi luôn. Đấy, bạn nhìn nhá, nó hỏi là có bao nhiêu số dương, các bạn đáp án thấy nó khác nhau không? 0 1 2 3. Đấy, em đếm đúng là một nhưng em đếm thừa một cái thành hai là em cũng vẫn sai đúng không? Có đáp án hai kìa. Đấy, hay đếm thành 3 hay đếm thành 0 thì vẫn sai hết. Nó luôn để đáp án rất là sát nhau. Đó. Nên là phải thật cẩn thận với thầy bài này nhá. Đấy, nào sang câu 3 nào. Câu 3 ai chọn được rồi nhỉ? Câu 3 bạn nào chọn được rồi? Ba D đúng không? Câu 3. Đáp án D ạ. Câu 3 là D là không đúng rồi. Câu 3 không đúng rồi, xem câu 3 thế nào nhá. Ở đây là hỏi trong đây có bao nhiêu số D. dương. Thì đầu tiên nhìn thằng ấy đi xuống, cắm đầu đi xuống, vậy A gì các bạn nhỉ? A thế nào? Nón không. A âm, ok. Tiếp tục nhìn vào đâu nữa? Tiếp tục và nhìn vào giao điểm với lại trục OI, đây là hệ số tự do D nhá. Chỗ này D dương hay D âm bạn? Đây dương ạ. D dương. Rồi, ok. Bây giờ còn B với C là chưa biết dấu. B với C chưa biết dấu. Thế vậy thì làm theo tác cái này. Thầy tính y phẩy ra. Y phẩy ở đây tổng quát sẽ phải là 3ax bình cộng 2bx cộng C không? Thì thầy phát hiện ra một điều là ở đây nhá, hai nó có hai nghiệm này. Một thằng x1 ở chỗ này này, và x2 chỗ này này đúng không? Thì hai nghiệm này có phải bạn công nhận nó đều mang dấu dương không? Về hoành hoành độ ấy. Đều dấu dương hết. Nhá, đều dấu dương hết. Thế vậy thì x1 cộng x2 của thầy bằng là trừ b này, trừ b phải là b của cái này nhá, chia cho 2a, à trừ b chia a sẽ là trừ 2b trên 3a. Theo VS thì tổng hai nghiệm bằng trừ b trên a mà. Tích hai nghiệm bằng c trên a, tức là c trên 3a. Rồi. Đây là theo VS nhá. Đây là theo VS. Tuy nhiên trong bài này hai nghiệm của em đều dương. Nếu hai nghiệm dương thì tổng và tích thế nào nhỉ? Mi. Tổng và tích dương ạ. Tổng dương, tích dương, ok nhá. Ở đây c trên 3 mà dương thì có phải là c trên a nó cũng phải dương không? Bỏ cái số 3 đi được mà. Rồi ở đây nhá, đang có âm 2 phần 3 này, mình khi mình nhân với âm 1 để cho nó đảo chiều ấy thì b trên a nó phải đảo ngược lại đúng không ạ? Như vậy là ab trái dấu. Còn gì? Ở đây là ac, ac thì cùng dấu, đồng ý không? AB trái dấu còn AC để cùng cùng dấu. Trong đó A thì âm rồi, A âm, vậy thì B phải dương đúng không? Đấy, D D dương. À đây giờ dùng nốt đi. AC lớn hơn 0. AC lớn hơn 0 mà A đã âm rồi, vậy thì C cũng phải âm. Chưa, để AC cùng cùng dấu với nhau mà. Thế vậy trong đây là hỏi những thằng dương này có thằng nào? Có D dương là thứ nhất này, B dương là thứ hai, đáp án là C chứ mấy đứa. Đấy. Ai hiểu câu này rồi giơ tay thầy xem nào. Ai hiểu rồi giơ tay. Chưa hiểu thì bật mic lên hỏi lại thầy giảng lại. Cứ mạnh dạn mà hỏi. Thực ra lúc thi còn thời gian đâu, đúng không? Các bạn lưu ý là như trong cái hôm trước chị Lan báo học phí cho các bạn ấy thì thầy chỉ thu các bạn có tháng 5, tháng 6 thôi. Tháng 7, đầu tháng 7 có một vài buổi học thầy không thu nhá. Đấy, những buổi đấy coi như là cho các bạn. Những ngày đấy chúng ta là những ngày cuối cùng chúng ta tích cực học. Đấy, là thầy rất mong là
nó chỉ tầm 1-2 tuần là nó hết dịch, nó đỡ dịch đi, chúng ta lại đến lớp nó học lại với nhau. Vậy chúng ta sẽ được học nhiều hơn nhé. Đấy, chứ nhiều khi ngồi ở nhà nhiều khi các em không tự giác, nó còn các em tự giác thì ngồi học ở đâu cũng ok, được chưa? Rồi tương tự vậy câu 4 là thầy xem nào, xem câu 4 nào, tự làm câu 4, làm xong câu 4 nhắn vào phần chat cho thầy đáp án của em nhá, nhắn vào phần 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 chat đáp án câu 4 của em là gì. Có bạn ra D, bạn ra C. Nhắn cho thầy xem em chọn gì nào. Cẩn thận nhá. Lại 1 với 2 kìa. Đếm nhầm một cái là vứt đi đó. Câu 4 tương tự câu 3. Đếm chuẩn vào. 4 gì? Các bạn ơi, ở câu 4 đáp án đúng là C. Thế thằng nào là thằng Dương vậy? Thằng nào thằng Dương vậy Khải? C Dương thì ạ. C Dương ở đâu? C đâu có Dương. Chưa đúng. Nào hỏi thứ khác rồi nhá. B Dương ạ. B Dương. B Dương đúng không? Dương. Ok, B Dương. Chính xác. B là số Dương. Rồi, ok, câu 4 vậy là chọn câu 4 chọn C nhá. B Dương. Rồi, B lớn hơn không? Câu 5 nè, lại làm xong nhắn vào phần chat cho thầy nè. 5C. Tự tự nhắn đi Trường ơi, thôi không không nói đáp án. Nhớ em nói như vậy bạn nghe theo đáp án sai của em sao? Em ghi hẳn nha, ghi như Trường này, 5C hay là 5A gì đấy ra. Ghi như vậy là mình theo dõi nó dễ. Rồi, hai bạn đang đã bán rồi. Bạn khác đi. Các bạn khác ra nhắn lên đi em. Nhắn lên để thầy biết. Thấy có 3 bạn nhắn. Đấy, bạn nào mà xong rồi thì cứ chuyển tiếp xuống dưới mà làm, đừng ngồi đợi nhá. Tí đợi các bạn xong thì mình chữa cả. Trần Khánh Linh ra chưa? Câu 5 ra cho em. Rồi. Ở mấy đứa này không thấy ra. Mi ra chưa? Câu 5 là B à thầy?
B là chưa đúng. Nhi ra chưa Nhi? Rồi ạ. Em ra gì? Em chọn gì? Cô năm em ra C ạ. 5C. Đáp án câu 5 là C. Bây giờ giải thích câu 5 nhé. Đợi 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 thầy xíu nhá, thầy gửi lại cho các em này lớp 9 cái video. Nó không biết video ở đâu. Ok. Câu 5C là một. Số nào là số dương ấy nhở? Dũng nhở? D ạ. Ờ, có D là dương ở đây, nhìn ngay đây D ở chỗ này đúng không? D dương chắc rồi. Thế nhưng còn ABC thế nào? A cắm đầu xuống A âm nhá. A loại rồi. B thì sao? Bạn nhìn đây nhá, hai hai nghiệm của ta này đều âm hết. Đúng chưa nào? Hai nghiệm đều âm hết. Vậy thì x1 cộng x2 tổng hai số âm như nó giống như vừa nãy nhá, sẽ bằng trừ 2b trên 3a. Tổng hai số âm thì là số âm. Nhưng tích hai số âm bạn nhầm này. Tích hai số âm, âm nhân âm phải ra dương chứ. C trên A này phải dương chứ. Được chưa? A của tôi âm. Đây có phải là B trên A của tôi là dương nhá. Mà A đã âm rồi thì có phải ra là B cũng âm không? B với A cùng dấu mà. Đấy, ở dưới đây thì ra là gì? C trên A là dương. Mà A âm rồi. Vậy thì C cũng cùng dấu là C cũng âm nốt. Đấy, vậy là A, B, C đều âm. Bỏ. Vậy chỉ có mỗi D thôi nhá. Có mỗi D được thôi. Rồi nào. Làm rút kinh nghiệm là câu 6 rồi nào. Nhắn lại thầy đáp án chính xác nào. Nhắn thầy đáp án câu 6 lên trên nhóm chat, phần phần chat của mình, chat Zoom ấy. Để ba bạn nhắn rồi, bạn khác đi. Bốn bạn rồi, các bạn khác. Rồi, năm rồi. Sáu. Cố gắng ra đáp án được thì là sẽ ok nhá, kể cả các bạn ra giống nhau cũng chưa chắc đã đúng nhá. Mình phải có ý chính kiến của mình. Trần Khánh Linh giải thích cho nào, tại sao lại chọn là C? Linh ơi, Trần Khánh Linh giống câu nào mà đúng hay không? không không á, cần gần gần giống đồ thị nó hơi khác khác xíu, nhưng mà thực ra này a a dấu gì ở Linh e âm ạ rồi, d dấu gì d dương rồi, d dương a âm rồi, là b c mình lý luận không khác gì vừa rồi đúng không? và Rồi ok, câu 6 này là c có một thôi, có duy nhất thằng d là dương thôi, còn lại âm hết. Câu 7 nào, nhắn thầy câu 7 nào. Bây giờ đã cho mình là bảng biến thiên. À, nó không cho đồ thị nữa. Nó cho thông tin đấy, dạng bảng bảng biến thiên.
Rồi thầy làm mẫu cho câu này trước nhá. Để biết cách làm nhá. Bảng Nguyễn Thiên nó sẽ khác đồ thị ở chỗ nào? Đấy, sẽ khác như nào đây? Bây giờ quan sát này. Đầu tiên từ bảng này thì đề nghị các bạn chuyển từ bảng nhá, chuyển từ bảng về đồ thị cho thầy. Chuyển sang đồ thị hàm số cho thầy. Nhìn này này. Đấy, đi từ âm vô cùng. Đấy, lên đến 2. Xuống xuống 1. Lên dương vô cùng. Ok chưa? Đấy là về giá trị của y. Còn đối với x ở đây nhá, tại chỗ 2 thì có phải x bằng âm 2 không? Tại chỗ 1 này là x bằng 0 này. Mà x bằng 0 này, x bằng 0 có phải ứng với trục OY không? Đây, vị trí trục OY của tôi đây đây này. Vậy vị trí trục OY không? Vậy thì đây có phải là chính là giao điểm của trục OY không? Vậy thì có phải là suy ra D của bạn là bằng 1 nhá. D bằng 1 là bằng là số dương rồi. Một cái. Xong D. A của mình ở đây giấu gì các bạn nhỉ? A là giấu gì ở đây? Dương ạ. A dương. Đồ thị đi lên này. A lớn hơn 0 nhá. Đấy. A lớn hơn 0. Rồi, bây giờ còn B với C. Do trục OY nằm ở chỗ này. Thế vậy thì x1 x2 như thế nào? Nào đây có phải x1 không? X2 chính ở chỗ này luôn, vậy x2 có phải là bằng 0 nhá, còn x1 thì âm. X1 thì âm, còn x2 thì bằng 0, x2 là nằm luôn trên OY này mà. Thế vậy thì bạn sẽ nha, vẫn cũng như vừa nãy. X1 cộng x2 tổng hai nghiệm sẽ bằng là trừ 2b chia cho 3a. Đấy, tích thì bằng x1 nhân x2 thì bằng là c chia cho 3a nhỉ. Đó. Ra như này. Mà đây nhá, tổng một số âm cộng với một số 0 có phải là tổng sẽ âm không? Đấy, còn tích thì do có một số 0 nên tích nó bằng bằng 0 rồi. Vậy thầy suy ngay là C bằng bằng 0. C bằng 0. Nhá, bây giờ còn số B xác định dấu nữa thôi. Thì từ cái này nhá, thầy suy ra này là B trên A sẽ đảo chiều lại thành là số dương. B trên A dương, tức AB cùng dấu mà A dương rồi, suy ra là B cũng dương nốt. B dương này. Đấy. B dương. D dương, A dương. Đáp án là D là 3. Đấy, các em chữa bài này vào đi nhanh. 7 đáp án là D nhá. 7D. Rồi, ai chữa xong rồi tương tự làm cái câu 8 và nhắn đáp án lên trên nhóm. Ai rồi làm câu 8. Đấy, các em nhớ là làm cái bước là chuyển từ bảng Nguyễn Thiên sang đồ thị nhá. Đồ thị nó sẽ nhìn mọi thứ nó chính xác hơn. Đấy, bảng Nguyễn Thiên nó chỉ cho mình cái tính chất thôi. Còn là mình phải chuyển sang đồ thị để mình nhìn. Đấy, nó sẽ trực quan hơn. Tám chọn gì đây các bạn ơi, nhắn cho thầy đến nhóm nào.
Nhớ ra rồi nhớ nhắn đi nhá. Nhắn để thấy nắm được các bạn làm được hay không. Thấy cho em hỏi đi ạ. Ừ. Ở cái câu 7a làm sao mà biết được trừ 2b trên 3a lớn không hay nhỏ không đi ạ? Ơ, tổng hai nghiệm đây. Một nghiệm của em là số âm nhá. Một nghiệm là bằng 0, có phải là số âm cộng với số 0 âm không? Mà trừ 2b trên 3a là theo như VS vừa nãy thầy bảo là nó chính là gì? Nó chính là trừ b trên a của cái phương trình bằng 2 y phải bằng 0 ấy. Đấy, từ đó thầy suy ra b trên a. Mà có dấu của a là suy ra ra dấu của b. Được được không trường? Ok cho đấy chưa? Ok rồi ạ. Như vậy câu 8, câu 8 chốt nhá. Câu 8 là đáp án C. Đấy, câu 8 đáp án C. Hai số dương của mình là số nào ấy nhỉ? Hai số dương của mình là số nào đấy? Là A với B đúng không ạ? Đúng rồi, A với B là dương. Chính xác. Câu 9 nào. 9 9 9 9. Nhắn đáp án đi nhá. Câu 9 có khác câu vừa nãy không? Các bạn. Khác không? Ở đây cũng chuyển đồ thị ra đúng không? Chuyển đồ thị nhá, thầy thầy vẽ đồ thị ra nhá. Cũng hình dáng như vừa nãy. Đấy, giá trị đây là 3 này. Đây là trừ 5 này. Ở đây x của tôi là bằng 0 ở đây này. 0 vài trục y chỗ này nhá. X bằng 0 đây. Đấy, x1 bằng 0 này. X2 ở đây là bằng 4. Đúng chưa? Chọn thay câu 9 đi. Đấy, có thể hai bạn nhắn đáp án. Rồi. Các bạn khác nhắn tiếp đi để xem đúng hay sai. Ui. Ba đứa ba đáp án. Thế cái link nhắn mỗi 9 không ạ? 9 9 gì? Chết rồi, đợt em có 3 đáp án. Bạn ra C, bạn ra D, bạn ra A. Ui. Xem kỹ cho thầy xem nào. Đấy, xem lại đi. A à, đúng rồi. Từ từ đã, cứ để đợi thêm vài phương án nữa. Nhắn cho thầy đi. Có bạn ít nhắn lắm, cố gắng nhắn lên nhắn đi biết là mình đúng hay sai chứ. Đợi thêm chắc có người khoanh B, khoanh C nữa đi ạ. Nãy là đang có C, có A, có D rồi. Có bạn nhắn riêng thầy là C rồi. Số dương là số nào đây?
Hiếu ơi chọn, nếu mà chế thế thì em phải chọn đáp án khác chứ, sao em lại chọn như vậy? Số dương là ABD Số dương ở đây của mình là số gì? Số ạ? A với ABD D đúng không? A với D lớn hơn không? Đúng rồi. D đây này, D là bằng bằng 3 đây này. Lớn không chắc rồi nhá. A đi lên đây này. Sau đó bạn kiểm tra về hai hai cái D cực trị có vs ấy, thì bạn ra C bằng 0 đúng không? Đấy, B thì cũng âm. Nhờ, đúng chưa? đúng ạ. Rồi đây. Vậy câu này chọn là đáp án A. Hai cực trị. Đấy, câu nào phát nữa câu 10 này. Nào câu 10 cho chắc cái dạng này xem nào. Vẫn sai là thế nào nhỉ? Không được sai bài này nữa, bài này chỉ là dạng 2 thôi, mức 2 thôi. Nhắn cái 10 đi em ơi. Vậy thì hai bạn nhắn rồi. Bạn khác thế nào? Con này đồng lòng với nhau nhỉ. Số dương là số nào đấy? Số dương là A với B ạ. A với B. My ơi em chọn được chưa? Số dương em tưởng chỉ là mỗi A thôi chứ. Nào thầy kiểm tra nhá. Ở đây sẽ có hai cái trường phái, một là bảo là hai, đang bị bảo là một. Vẽ thử ra xem nhá. Lên thế này. Được chưa? Thì này là trừ 1 nhá. Đây trừ 5. Đấy, ở đây là 0 này, thì đây là trục cô y. Và thì D của em là 1 âm nhá, D âm. Đi lên là A, A dương. Rồi. X1 một thằng là bằng 0 này, một thằng là bằng số dương này. Thế vậy thì tổng hai nghiệm là trừ 2B chia 3A. Đấy, dương. Tích hai nghiệm là C chia cho 3A thì bằng bằng 0 rồi. Vậy ra C bằng 0 nhá. Giống như vừa nãy thôi. C bằng bằng 0. Bây giờ chỉ còn mỗi B nữa thôi. Thì từ đây tôi thấy là B trên A. B trên A thì âm. A thì dương rồi, suy ra là B âm. Nào B âm này, D âm này, A dương, C bằng 0. Có một số thôi. Con này chọn kiểu gì vậy? Vẫn sai. 10D thì là đúng. Đôi khi thiểu số lại chiến thắng đa số đúng không? Trường hợp này thì các bạn hầu Em đúng như các nhận bạn bài. đều ra Ok. là B. Mi ra mà không thấy nhắn. Không, tại các bạn ra B nhiều quá làm em không lên. Ở đây thế bảo là đôi khi thiểu số lại thắng mà. Đâu phải là đa Nó số lươn là lên cứ thầy đúng à, nó không? lươn lên thầy ơi, đừng thầy đừng tin. Thế nào? Nào nốt Thôi nốt ai câu ngu như mày đâu. nốt câu 11, nốt câu 11 hết trang này nào. Nhanh nào để xong thầy đổi sang cái bài kiểu khác khác đi. Nốt câu 11 nào.
cho nó hết trang này này. Con này đừng sai nhá, đừng sai nữa, đúng hộ thầy cái. Chờ đáp án các bạn. Mười một rung chuyện nhanh thế. Nãy em ngồi em làm nhầm đề ấy thầy. Thế em xem lại đi, không nhớ em lại làm sai thì sao? Sai thì thôi, bỏ đi Ui giời, làm lại. sai thì thôi, làm đến câu thứ tư thứ năm cùng loại vẫn còn sai thì chết, giúp xem lại đi đã. Nãy em làm mà khi chưa được thầy hướng dẫn. Em sai có hai câu. Làm xem lại đi. Mười một gì đây? Sao lại sửa vậy Dung? Em nhìn nhầm Dung đồ Dung thị Dung kìa. Dung giải Dung giải thích cho thầy nào. A đây dấu gì em? A là dấu nhỏ hơn ạ. A nhỏ hơn không, đúng không ạ? Do đầu thị đi đi gì? Đi xuống ạ. Đi xuống rồi. D dấu dấu gì? D dấu âm nhỏ hơn không ạ. Tại sao âm? Tại Nhìn vì đâu biết âm? cái cắt cắt ở đồ cắt ôi 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 gì ở bên dưới nó âm. Đây đúng không? Đây là D đúng không? Để âm này Vâng, đúng nhá. rồi. Rồi. Đi xuống là A âm này. Rồi ok. Nên là A dương thầy gạch luôn nhá. A dương là thầy đã gạch luôn. Không nói nhiều. Rồi giờ là D lại âm. Rồi mấy thằng này đều D âm, A âm, D âm hết. BC thế thế nào? Đây có phải mình xác định hai cái x này ra đây đây không? X1 đây nhá, x2 đây nhá. Theo bạn là x1 thì âm thật, x2 x1 thì âm này, x2 thì dương. Thế tuy nhiên là bạn để ý xem là x1 cộng x2 mang dấu gì? Đố biết đấy. X1 cộng x2 mang dấu gì? Dương ạ. Tại sao dương ở trường? Đấy, nhá nhìn nhá, thằng này âm thằng này dương này, nhưng mà mình nhìn thấy x2 nó xa hơn không? X2 lớn hơn x1 đúng này. X2 lớn hơn 1 là đương nhiên. X2 dương ạ. X2 dương mà Thì 1 đấy. âm mà, nhưng mà cái phần này nó dài hơn, nó nhìn nó xa hơn không? Bây giờ nó ngắn hơn. Thế vậy khi cộng một số dương một số âm mà số âm này nó gần ô hơn này, có phải cái đoạn này nó ít này. Đã, phần âm thì ít, phần dương thì nhiều. Vậy cộng vào nó vẫn ra dương đúng không? Đấy, hay là trừ 2b trên 3 lớn 0. Từ đó ra là B trên A là âm. Đấy, A đã âm rồi thì ra là B là dương. B dương. Đó. Thế còn C thì xác định dấu kiểu gì đây? Tích hai thằng x1, x2 nhá. Hai thằng trái dấu thì đương nhiên là nhỏ hơn không rồi. Hay là gì à? Cái gì nhỉ? C chia cho 3A âm. Đấy, hay là AC trái trái dấu nhau. A đã âm vậy thì C dương. Đúng không? Án A chưa?
đúng A các em nhé. Đấy, phân tích em để ý nhé. Đôi khi này còn phải xác định qua cái chuyện là nó gì, thằng nào gần ô hơn nhá, thằng xa nhá, để ý như vậy. Đó. Như vậy là câu 11 mình chọn là A. Rồi, ok, coi như là phần này tạm tạm như này. Thầy chuyển sang một câu nó kiểu nó khác đi này, các bạn xem cho thầy câu dở thăm trang bên kia nào. Câu 13 nào, làm câu 13 cho thầy nào. Câu 13 xem mình chọn đáp án gì. Nhá, suy nghĩ xong nhắn đáp án lên nhóm nhá. Ra là 13 chưa? Đấy là nó cho mày bậc nhất trên bậc nhất nhá. Đó là khác bây giờ đấy. Đấy là thầy chữa. Sắp ra được thầy, thầy được một tí không? À, thì đợi thêm cho một phút nữa. Anh em, một phút nữa là thầy chữa. Trường ra xe à? Vâng ạ. À, bạn nào ra nơi nữa chưa? Nào, thầy chữa câu 13 này. Và sát đây nhá. Đầu tiên tôi nhìn vào các tiệm cận. Nha. Tiệm cận đứng đi. X ở đây nhá. Bạn nhìn X ở đây này. X ở đây nằm bên tay phải của trục OI. Bên này có phải mang dấu dương không? X đây là X sẽ bằng cái số gì đấy. X ở đây mình tiệm cận đứng có phải là trừ D trên C nhá, mà lại dương. Vậy thì là D trên C là âm. Hay là CD trái dấu nhau đấy. CD nhỏ hơn không? Là cái thứ nhất. Tiếp theo tiệm cận ngang. Y bằng là hệ số 2 thằng này nhá, A trên C. Đó, bạn nhìn Y này, trục tiệm cận ngang đang nằm trên OX. Vậy đây là dấu dương. Lớn hơn không? Suy ra AC cùng dấu, AC lớn hơn không? Rồi. Đứng tiệm cận ngang xong rồi này. Đứng với ngang xong. Tiếp theo nữa. Tôi nhìn vào giao điểm với các trục. Các bạn nhé, thì giao điểm các trục này. Ở đây tôi nhìn ví dụ giao với lại trục OI đi. Giao với OI. Thì có phải mình cho x bằng 0 không? X bằng 0 thì có phải hai cái này biến mất em này. Hai cái x với x biến mất. Vậy giao điểm này nó sẽ ra y bằng B trên D. Nhưng do em nhìn cái y này nó đang nằm dưới trục OX kìa. Vậy mang dấu âm. Có nghĩa là BD nhỏ hơn 0. Đấy, thêm là giao điểm với lại OX đi. Cho y bằng 0. Y bằng 0 thì ra đang nghiệm một tử này. Suy ra là x bằng trừ B trên A. Đấy, giao điểm với OX thì nằm ở chỗ này đang mang dấu âm này bạn này. Vậy nhỏ hơn 0. Vậy suy ra là B trên A lớn 0, tức là AB cùng dấu. Nha. Đấy, bây giờ thì vậy xem dấu như nào. Ở đây mình sẽ xem nào nhá. Ở đây nó chọn là bên số đây là đúng. Xem là thử nhìn đó. BD âm này. AD. Dấu của AD. BCAD. ABCD này. AB dương, thế vậy cái này sai này. ABD dương mà đây AB âm nhá. BC BCAD. BCAD là mình chưa có đúng không ạ? Đấy, BC với AD là chưa có. Thế thử kiểm tra xem này. Bây giờ mình tính thử BC với AD xem nào. BC. Học đi thầy. Ơi. Từ hai cái tiệm cận ấy suy ra AD trái dấu đi ạ. Ở đây mình nhìn có chung với C đúng không? Vâng. AD trái dấu. Chung C mà hai thằng này trái dấu nhau, vậy thì AD trái dấu, AD nhỏ hơn không? Đấy xin là cái đấy. AD dương là loại đúng không? Ok ạ. À, bây giờ vẫn là B với C đã chứ, từ từ đã. Thầy A, C, thầy còn này. Thầy set y phẩy ạ. AD trừ BC y phẩy ạ. Set y phẩy không, mấy cái này như này là đủ set thoải mái rồi. Bây giờ mình cần thêm dấu của mình cần thêm dấu của một thằng nữa. Đấy, AD âm thì không là xong rồi nhá. AD âm xong rồi, bây giờ mình thử AC hoặc BD nữa thôi. AC hoặc BD. Thấy thầy. Ơi. Hình như là BC cùng dấu sao vậy ạ?
AC dương thì xong xong rồi. Vậy thì cần xét dấu của BD với BC. Thì đang cần dấu hai Thấy thằng này này. từ BD nhỏ hơn 0 với CD nhỏ hơn 0 ấy thì sinh ra BC cùng đấu á. Hai cái này chung chung B này. Vâng. Hai này chung B mà hai thằng này trái dấu giống nhau. Vậy thì AD cũng là ra AD nhỏ hơn 0 mà. Không kiêm từ Thì giống BD nhỏ hơn 0 với CD nhỏ hơn 0 ấy ạ. Thì BD ra với sinh CD ra đây đây. BC cùng đấu. Đây thầy viết gần vào nhau nhá. BD nhỏ hơn 0. CD nhỏ hơn hơn 0. Thì chung D chưa? Rồi ạ. Đấy, hai thằng này chung dấu là nhỏ hơn 0, vậy tức là B với C cùng dấu. Cùng BC dương. dấu. BC phải 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 dương. Đấy thì cái này đúng này. Mình nhìn ngay cái này đúng này thì C rồi, nhưng mà thử xem nốt dấu B với D nhá. Dấu của Vâng. B với D xem thằng nào có B với D. Kia kia À đây ấy. rồi, BD đây rồi. Đấy. Ờ đây xong Ok. rồi này, có rồi, phải cái này gạch này. Rồi. Chốt lại 13 mình là C nha, 13 là C. Đấy, câu 13 là C. Để ý cái này bạn tính hết dấu của những cái thằng những cặp này ra nhá, xong mình đi mình so mình tìm ra được những dấu thằng còn lại. Là phải cả hai thằng đều đúng mới được lấy nhá. Chứ không một thằng đúng mà đã lấy là vứt đi đấy. Vâng. Nào. Nào cho thầy thêm thêm này, câu 13 xong nhá. Làm thầy câu 16 nào. Làm Ô câu 16. oh, Nhá, y bằng a cũng 4 cộng b bình cộng c. Đây, đồ thị đây. Cái 13 khoanh độ ạ? À? Chưa xong ạ? 13 khoanh rồi đây. Khoanh C đây. Mười ba khoanh C mà. Ai xong 13 sang câu 16 đi. Nào, 16 này. 16 hàm số nó cho là y bằng a cũng 4 cộng b bình cộng c. Đấy, hỏi mệnh đề nào là đúng. Mệnh đề nào đúng nhá. Nhắn thầy cái đáp án lên nhóm xem nào. Nốt nốt câu này thì cho các bạn nghỉ, nhắn cho thầy đáp án lên xem nào. Rồi thì thấy đáp án của trường rồi, bạn khác xem nào. Hàm bậc bốn trục phương này thì dễ làm rất là nhiều. Mấy bạn khác xong chưa? Ra đáp án đi. Câu này gì mà làm lâu thế? Câu này 10 giây như mây. Mi chọn là chưa Mi ơi? Đúng ra chưa? Nào, Châu Giang, Thủy, các thứ đâu? Các bạn nhắn đáp án cho thầy xem nào.
Trần Khánh Linh nào, Trần Khánh Linh ơi, em giải thích cho nào, tại sao em chọn A? A âm, A, C âm. tại sao A, A âm, tại sao A âm? Đồ thị đi xuống ạ? Đâu thì đồ thị đi xuống, gọi là cái gì? 16 đây ạ? Ừ, nhưng cái này đâu gọi là đồ thị đi xuống, thì gọi là... Cái gì đó, không nhớ ạ. Cái gì đó, cái gì rồi các bạn nhỉ? B. B gì? A. Bề lõm. Bề lõm. Bề lõm quay xuống có. Này mà nào mà hai đứa em nó hỏi bài sao chỉ được nó. Bề lõm quay xuống A âm rồi, đồng ý. Gì nữa, C như nào? C âm. Tại sao? Ờ. Cắt cắt trục gì đấy? Cắt trục O X O Y. Rồi, C đây, C âm nhá. AB thì thế nào? Đây mấy cực trị đây? AB trái. Ba cực trị. Ba cực trị nên AB trái dấu, mà A âm thì B. B dương. B dương, vậy đáp án gì? A. A. Ok. Ngon luôn. Rồi nhá. Công việc hôm nay là các bạn về làm hết thầy tuần này. Được không? Nhá. Hết cái gì thầy? Làm hết dạng dạng 1. Ok không? Đây này. Nó sau đó còn có dạng dạng 2 cơ, bạn làm về hết dạng 1 cho thầy. Nhá. Ok ạ. Làm okay, hết dạng được. Dạng 1. Đấy, làm hết dạng 1. Được chưa? Hôm sau nộp bài về nhà, chụp bài về nhà thì cho vào lớp. Bài về nhà chụp thì đáp án thầy thầy chụp bài đáp về nhà chụp và cách làm ạ. Chụp cái đáp án ấy. Chụp đáp án xong là gửi. Đấy. Khoanh luôn vấn đề có được không ạ? Thôi bây giờ như này đi, viết này cho nó dễ. Ví dụ ở về nhà em làm một cái viết ở tờ giấy ấy. Em ghi đáp án, ví dụ ghi dạng 1 của cái gì ra. Xong em ghi là 1 gì, 2 gì ra, hiểu hiểu không nhỉ? Ok ạ. Đấy xong bạn chụp bạn ghi tên vào lên trên. Ví dụ là cái gì ra đây này, Nguyễn Văn A ra đây này. Xong ghi là đấy, bài về nhà ngày bao nhiêu đó. Xong là chụp, gửi cho chị trợ giảng. Được chưa? Thầy sẽ tắt tắt tên chị ở đấy để bạn gửi cho chị nhá, chị chấm cho thầy. Được chưa? Ok ạ. Đấy có bài thì thầy sau thầy để sẽ để duyệt vào phòng, không có bài là không vào. Vậy cho nhanh nhá. Đấy gửi trước khi vào học chứ không phải đến giờ nhắc với hỏi vì thế đâu, làm đi. Ok ông Dung. Dũng Dũng nghe đâu? Có ạ. Ừ. Nhớ làm bài nhá. Mà. Ờ, còn bạn nào chưa có đề thì mai sang đây lấy nhá. Inbox cho thầy, hẹn thầy để mai sang đây mà lấy. Lấy về mà làm, được chưa? Ok, thôi rồi, hôm nay mình nghỉ.